Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 135, đề bài như sau. Em hãy điền vào bảng 42.2, nêu tóm tắt biểu hiện của bệnh và cách phòng chống. Như các em đã biết thì da là cơ quan thường xuyên tiếp xúc với môi trường. Vì vậy nếu như không giữ cho da sạch thì sẽ rất dễ mắc các bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, vân vân Vậy để hoàn thiện được phần bảng bài tập bảng 42.2, các em hãy liệt kê tên, biểu hiện và cách phòng chống một số bệnh ngoài da mà em biết. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Cô có thể liệt kê một số bệnh ngoài da như sau. Thứ nhất là bệnh ghẻ ngứa, biểu hiện là ngứa ngáy, khó chịu. Cách phòng chống, giữ da sạch, không dùng chung đồ dùng cá nhân với người bị ghẻ ngứa. Thứ hai là bệnh chàm, biểu hiện lở da, ngứa. Cách phòng chống là giữ da thật sạch. Bệnh thứ ba là nhọt, biểu hiện đó là mọc mụn to, sưng có mủ và rất đau. Cách phòng chống là giữ da sạch và ăn uống đầy đủ các chất. Bệnh thứ tư là mụn, thường mọc ở mặt, đau và hơi ngứa. Cách phòng chống là phải giữ da sạch, không nặn mụn còn non, ăn nhiều rau xanh, trái cây vân vân. Thứ năm là bệnh lăng ben, biểu hiện có những mảng sáng màu hơn xuất hiện ở trên da cách phòng chống là không mặc quần áo ướt tránh dùng chung quần áo khăn mặt với người mắc bệnh thứ sáu là bệnh hắc lào biểu hiện là có những mảng sần đỏ mụn nước cách phòng chống không mặc quần áo ướt tránh dùng chung quần áo khăn mặt với người mắc bệnh thứ bảy là bệnh muộn trứng cá biểu hiện đó là có mụn sưng viêm đỏ bị tắc nội chân lông Cách phòng chống là thường xuyên rửa mặt bằng nước sạch và không tùy tiện lặn mụn. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 135.